Vài năm trở lại đây, ngành nông nghiệp luôn nằm trong nhóm ngành học khó tuyển sinh nhất. Ngược lại trên thị trường, sinh viên tốt nghiệp ngành này lại có cơ hội việc làm rộng mở và mức thu nhập đáng mong ước. Các bạn ấy sẽ làm ở các cái vị trí như là quản lý chuỗi điều hành sản xuất nông nghiệp, hoặc là các cái kỹ sư quản lý vùng trồng, hoặc là các cái kỹ sư mà canh tác ở trên ngoài thực địa, hoặc là những người mà sẽ phải đánh giá các cái hệ thống sản xuất theo các cái tiêu chuẩn quốc tế hoặc là tiêu chuẩn trong nước, vân vân. Kỹ sư mà đi hiện trường vùng trồng ấy thì hiện nay cái mức lương nó rơi vào khoảng 12 đến 15 triệu. Còn đấy là mới ra trường. Còn với những người mà có kinh nghiệm khoảng 3 năm trở lên ấy, thì cái mức lương có thể lên đến 20 hoặc 25 triệu. Khi còn bé em khá là đam mê cây cỏ, vì nên là em luôn luôn mong muốn học tập và làm việc trong ngành nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp thông minh và phát triển bền vững. Còn về công việc và mức lương sau này sau khi em ra trường, đó là em có hai hướng. Hướng thứ nhất đó là kinh doanh trong nông nghiệp, em sẽ được làm việc trong các công ty Nhật, các công ty quốc tế, các công ty đa quốc gia, và mức lương sẽ dao động từ khoảng 30 đến 50 triệu và có thể hơn thế nữa. Còn về định hướng thứ hai, em có thể là làm nghiên cứu sinh, được làm việc trong các viện nghiên cứu đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn quốc tế. Thống kê cho thấy lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp hiện nay chiếm khoảng 30% lực lượng lao động cả nước. Tuy nhiên, số lượng sinh viên đăng ký theo học ngành nông nghiệp chỉ chiếm chưa đến 2% tổng số sinh viên nhập học hàng năm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khát nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp. Thông thường thì chúng tôi tuyển dụng, vì chúng tôi hoạt động ở miền Trung nên là tuyển dụng những cái xa cái nguồn nhân lực ở Việt Nam, như ở Hà Nội hay ở Sài Gòn, thì thế nó cũng gặp khó khăn. Có thể đến từ khoảng cách về địa lý, nhưng mà cũng một mặt thì có thể đến từ cái hạn chế của cái nguồn nhân lực có đào tạo tốt ở trong lĩnh vực nông nghiệp. Nông nghiệp thông minh là xu hướng ngày càng phổ biến trên thế giới. Xu hướng này hiện đã được cập nhật vào chương trình đào tạo cho sinh viên Việt Nam để sẵn sàng phát triển một nguồn nhân lực thế hệ mới cho phát triển nông nghiệp.